Còn mọi người phụ nữ mà khỏe mạnh một chút, không phải là tự dụng nhưng mà không được mắc lỗi một lần gì. Thứ hai là con cái thì phải có trách nhiệm lẫn như nhau, phải ở chung với nhau, tức là phải về một là có thể chị về Vũng Tàu được, hai là có thể tôi sẵn sàng tôi bán để tôi đi tôi về Vĩnh Long luôn cũng được. Cái đó bởi vì mình là một thân một mình mà. Bao nhiêu năm á, là làm thì chỉ lo nuôi con để cho con thành đạt thôi, cho nên thành ra không có lo cho riêng mình, cho nên cho đến giờ phút này một cái điểm yếu lớn nhất của mình là mình cũng chưa có nhà riêng. Rồi mời nhà trai. Đó. Rồi con. Đó. Mời anh ngồi ạ. Dạ mời nhà gái ạ. Rồi mời chú giới thiệu về mình ạ. Trước hết là tôi cảm ơn cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, nó một cái chương trình rất là nhân văn. Tôi là Nguyễn Văn Tuyên ở thành phố Vũng Tàu, công tác phục vụ Đảng Nhà nước được tương đối lâu rồi, nên bây giờ đã về hưu nghỉ hưu. Trong thời gian mải còn trẻ công tác thì còn phấn đấu và học tập nuôi các con, ngẩng lên thì đã đến tuổi về hưu rồi. Chào cháu Linh ạ. Dạ. Thế bây giờ sống một mình thấy nó già mà nó cô đơn quá. Bây giờ từng tuổi mà ăn xong phải đi rửa cái chén, đi chợ mua từ cái gói bột ngọt và gói nước mắm, rất là khổ. Thì bây giờ chỉ cầu mong nhờ chương trình tìm giúp một người, chứ với tuổi chú thì chả kén chọn gì nữa rồi. Dạ. Làm sao đúng nghĩa của người vợ, tức là bình thường đây. Mời nhà gái. Dạ. Dạ, trân trọng kính chào anh Quyền Linh và cái chị MC đây. Dạ. Mình tên là Thủy. Họ là Lê và tên đầy đủ là Lê Thị Thu Thủy. Và năm nay là mình 53 tuổi. Chú ơi, cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của chú đi chú. Tôi là người công chức nhà nước và phục vụ Đảng Nhà nước 40 năm tuổi đảng rồi. Dạ. Khuyết điểm lớn nhất là mải mê công việc nhiều quá, quên mất gia đình mà suốt ngày đi công việc. Nhưng mà chú chia tay với bà xã bao lâu rồi? Chú chia tay bà xã 12 năm rồi. Chú có hai người con cháu, một trai một gái. Rồi hiện nay chú ở với ai? Chú ở một mình thôi. Một thế mình ở Vũng Tàu luôn. Dạ, một mình Vũng Tàu. À. Bây giờ mình nói về ưu điểm của mình đi cô hả? Ưu điểm của Thủy đó là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát và rất là nhanh nhẹn. Nhưng mà bên cạnh những cái ưu điểm đó thì chính cái ưu điểm đó làm ra các những cái hạn chế của mình. Cái hạn chế lớn nhất rất là nóng tính, nó mạnh mẽ như vậy nhưng mà cái hạn chế của mình á hay nhõng nhẽo, hay hờn mát một chút xíu là giận. Nhưng mà giận có mau quên không cô? Giận rất là mau quên. Cô Thủy trước đây là làm công việc gì ạ? Thủy thì trước đây đến bây giờ đều là giáo viên. À dạ. Giáo viên dạy trung học cơ sở. Cô dạy ở đâu ạ? Dạy ở cái trường, một cái trường ở huyện Tâm Bình, Vĩnh Long. Dạ. Chào nhà gái. Chào anh Nguyễn Linh ạ. Dạ. Cô dạy ở Vĩnh Long, như vậy là cô ở Vĩnh Long luôn hả? Ở Vĩnh Long. Mình Vĩnh Long luôn. Bây giờ mình đang ở Vĩnh Long với ai? Dạ em hiện ở Vĩnh Long là mình. Mình luôn hả? Dạ. Đây ở Vũng Tàu mình. Dạ. Hai người, hai mình, hai nơi. Dạ. Biết đâu mình về chung một mình. Một nhà ha. Ủa về chung một mình? Về sao chung một nhà. Này nó lộn. Về chung một nhà. Về chung một nhà. Nó dọn chung một mình, đó một mình rồi kêu ở một mình nữa. Bây giờ mình cho nhà trai biết là bên đó mình có mấy người con rồi. Dạ thưa em, bên đây em có hai con. Hai con. Hai trai hết. Một trai thì 32 tuổi đã có gia đình và em cũng đã có hai cháu nội gái. Trời vậy khỏe dạ. Rồi. Có gọi là mong muốn tìm một người vợ như thế nào không chú? Chú chỉ dạ. Cần một người phụ nữ mà khỏe mạnh một chút, không phải là thực dụng nhưng mà không được mắc lỗi một lần gì, kể về chính trị và kinh tế. Thứ hai là con cái thì phải có trách nhiệm lẫn như nhau, phải ở chung với nhau, tức là phải về một là có thể chị về Vũng Tàu được, hai là có thể tôi sẵn sàng tôi bán nhà tôi đi tôi về Vĩnh Long luôn cũng được. Cái đó bởi vì mình là một thân một mình mà. Nhà gái thấy sao? Theo Thủy thì cái yêu cầu đó cũng không cao gì lắm. Tại vì nói thật ra thì bao nhiêu năm là làm thì chỉ lo nuôi con để cho con thành đạt thôi. Cho nên thành ra không có lo cho riêng mình. Cho nên cho đến giờ phút này một cái điểm yếu lớn nhất của mình là mình cũng chưa có nhà riêng. Thì ở một mình mà không có nhà riêng. Thì ở nhà thuê hả? Không ở nhà thuê nữa mà nhà tập thể của trường. Về Vũng Tàu có nhà ở. Rồi, với cặp đôi này cũng không cần phải dông dài gì hết trơn. Dạ. Nhưng mà con vẫn muốn hỏi một chút xíu về cái người bạn trai mà cô Thủy mong muốn là có tính cách như thế nào. Cái nói chung thì cô Thủy vẫn đơn giản. Dạ. Đó là cũng không cần về cái vật chất gì nhiều.
Đó, tại vì cái tuổi này mình cũng không ăn bao nhiêu mà mình cũng không xài bao nhiêu. Đó, không cần nhiều, chỉ về yếu tố tinh thần mà thôi. Bốn trong nằm trong bốn chữ thôi, chính nhân quân tử, chính nhân quân tử. Thôi giờ hai người lớn gặp nhau đi. Dạ đúng rồi, cho nó dễ đi. Cái này bọn ha? Trẻ của tụi con cũng không biết làm đúng sao rồi. À, thôi mở rào. Mở rào. Mở rào. Rồi con mời chú. Dạ, dạ, dạ. Chào. Trước hết nên đây cũng là một cái duyên. Dạ. Tôi xin tặng chị cái món quà. Dạ thôi chị em không nhận đâu. Dạ thôi chị em không nhận đâu. Dạ lên kia em bằng chị em già anh không chịu đâu. Anh tôi... em chứ anh nói tặng chị em buồn lắm luôn á. Anh tặng em. Dạ tặng em, dạ em cảm ơn anh. Cô ơi mình khui quà ra coi chú tặng cô gì. Khui luôn hả? Dạ khui luôn. Khui con có ngại không? Dạ không, không, không. Dạ. Tại vì thông cảm là em thông cảm là bộ áo dài nhưng không biết số đo bao nhiêu cứ mày ăn án, tức là nếu không được thì tôi có thể tôi sửa lại cho được. Dạ trời ơi. Dạ là rất cảm ơn anh. Dạ, à cái bộ áo dài thật đẹp và cái màu này cũng là màu em thích đó. Dạ, là màu kem dâu. Màu kem dâu. Cô ơi, dạ, mình dạ em cảm mở ơn. Ra đi cô mình. Ủa là mai sẵn luôn hả? Đúng rồi, đây cô đưa quần để mà cầm vậy. Chú uống cho cô đi chú. Dạ rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Dạ dạ anh uống thử cho em coi chắc vừa ha, tại em nhìn cái này là chắc vừa. Dạ trời ơi. Đây, nói chung á thì cái em cũng ở nơi xa mà cái công việc của em á thì tại vì em còn có công việc á cho nên em cũng gấp rút, em không có chuẩn bị gì quý giá lắm, cho nên này một món quà đơn giản và món quà này mỗi khi anh sử dụng nó đó, dù á là đôi ta có vào chung một nhà, về chung một nhà hay không thì mỗi khi anh sử dụng nó anh cũng nhớ tới em. Dạ cảm ơn em. Dạ cảm ơn rồi, em kính tặng anh và đàn ông được quà này cũng cảm ơn em. Nên đây là cái duyên rồi. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Thứ hai là cảm ơn em từ Vĩnh Long lên đây, anh từ Buôn Tàu tới đây, thực sự mà nói là rất chờ đợi. Thế chú, nhưng mà thôi. Chú ơi, còn xin phép chú nha. Con có nghe cái vụ mà gì nợ nần gì đó. Mình mới quen nhau mình thỏa thuận cái vụ họ đừng có nợ nần gì vài ba tỷ hả chú hả? Nợ nhiều sao mà chú trả được? Nhưng khoảng nhiêu chú trả được? Cái dưới đó là trả được. Dạ. Dạ chắc nếu mà nói nợ chắc không nợ đâu. Ok. Dạ nợ là em không có nợ đâu. Tại vì mặc dù là em mà mẹ đơn thân nuôi con nhưng mà em gói ghém tất cả là cái nói riêng là tiết kiệm tới mức có thể. À xin lỗi chị ơi, dạ. anh cắt ngang em là một câu nữa. Tức là hiện nay em còn dạy học không? Dạ còn, dạ còn. À còn mấy năm nữa ta? Dạ em còn 3 năm nữa hết, năm nay em còn 2 năm nữa. Chờ 3 năm bên đây chờ không nổi đâu. Nổi. Nổi hả? Nổi cháu. Ta đang ở mình buồn chú ơi. Nổi cháu. Mình nói ở đây là phải có trách nhiệm. Dạ. Dạ. Thứ nhất là không xin nhờ gì nữa. Dạ. Anh hết rồi. Anh hết rồi. Hát gì tôi? Bút hết mực. Bút hết mực. Yeah. Không cần gì phải nói trước để cho nó quán triệt hết tư tưởng. Nhưng con của em sẵn sàng về anh nuôi được. Anh rất thèm gì cả. Cuộc sống bươn trải từ Bắc vô làm, chỉ có đi làm một mình và sống một mình. Em biết rằng bỏ vợ 12 năm nay không, em biết rồi. Bút hết mực vậy là anh viết nhiều quá cho nên hết mực. Chờ 35 được cháu ạ. Đáng chờ chú hả? Đáng chờ. Đúng rồi. Thỉnh thoảng mình đi xe tốc 24 Vũng Tàu lên Vĩnh Long. Lên Vĩnh Long dễ mà. Được không chú? Được. Nhưng mà cô hỏi chú kìa, bút hết mực. Bút hết mực. Xài viết nhiều quá. Viết nhiều quá mới hết mực. Chứ còn anh không viết nhiều sao hết mực được. Hay là để lâu quá nó bị khô hết mực à? Để thứ nhất để khô. Thứ hai nữa là có thể nó khô chú ơi. Khô. 12 năm vắng vợ rồi lấy đâu mà xài. Thứ hai nữa là như này. Thực ra về cái khoản đó là chú xin lỗi tất cả các cháu ở đây, đây cả cháu hết nhá. Dạ. Thông cảm với anh chị nào lớn tuổi của cả cháu thông cảm nghe. Dạ, không có câu kia không bằng chú đó. Không chị dạ. Nghe, xin lỗi chị ngay từ đầu vào là vỡ tay xin lỗi rồi. Ngày xưa rất yếu khoản này. Tất nhiên là sao, tại sao có con phải lên bệnh viện tự rũ. Thế cho nên là tính như thế, cho nên bà xã tôi nhiều đêm đã tung cả tivi bay lên trời cho nên bỏ tôi. Thế nhưng mà tình yêu thương và sự đùm bọc thì lúc nào anh cũng có tràn đầy, tức là không bao giờ tràn đầy sự đùm bọc. Chú thấy cô Thủy bên đó chú cảm nhận thế nào? Cô Thủy thì trước hết là về mặt phẳng là người giáo viên là quá ok rồi, người công chức gặp người giáo viên là một gia đình mẫu mực.
cũng như là người diễn viên với người MC gặp nhau là quá tuyệt vời, không bao giờ điểm là người của công chúng mà các cháu, chú làm sao mà chê được cô trẻ đẹp, tính ra hơn chú bao nhiêu, kém chú bao nhiêu ta? 15. Đúng ra ngày xưa là đi lính mới ra đời cho nên là còn gọi là kêu chú, cháu Lan công nhận không? Dạ. Thế cho nên thôi, nhưng mà thôi như nào quá hạnh phúc. Vậy là được chú ha. Vậy mà đó, nãy kêu mình bằng thấy... chị, trời ơi. Về mặt giao diện là chú đồng ý hết ha. Ở cơ quan quen tức không phải chỗ nào việc, cứ chị xưng dạ. Tôi. Chị thấy chú bên này sao? Nói chung ưa nhìn, sang trọng, quý phái, cũng trẻ trung. Cho nên nó nhìn thấy anh mà nói mà cái anh cái đứa tuổi đó thì em không tin. Dạ. Tóc màu đen lắm dạ. Mọi người. Đó, cho nên thành ra là cũng xì tin. Bởi dạ. Vì cái mái tóc á xì tin lắm luôn á. Các anh được. Chú hát bài rồi tặng tụi bây giờ thì xin lỗi các cháu, tuổi chú bây giờ hát cái gì nữa vậy cô, thôi cô nếu mà vậy thì em hát hai cho anh được không anh? Đó. Được em dạ. Đó, vậy đó. Đó rồi con trả sân khấu cho cô chú đó, để cô dạ. Hát cho chú nghe nè. Vậy em xin hát tặng cho trước tiên là anh nha, rồi sau đó là anh Huyền Linh và bé Ngọc Lan cùng quý thân bằng quyến thuộc khán giả một cái bài hát là có tên gọi đó là Chờ Đông. Mình nắm tay chú mình hát đi cô. Dạ. Dạ. Đó. Rồi. Dạ. Rồi bắt đầu. Anh ơi có phải ngoài trời đã mưa? Anh ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng em đang chờ, mùa đông mái ấm em đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Anh ơi xích lại thật gần bên em, cho em nở một nụ cười xinh xinh, rồi đẩy những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Ông bảo đảm với chú là về chú trẻ thêm bao nhiêu tuổi nữa, biết đâu về trẻ khỏe nó lại đẻ con thì chết. Được chú, được chú. Yeah. Thấy ổn không? Được ổn. Ha, ổn ha. Yeah. Chúng ta ôm nhau trao nhau cảm xúc cái đi nào. Đó. Dạ. Yeah. Bây giờ thế này này, Thuyền này. Dạ. Yeah. Bây giờ thì anh đến đây, người đây. Và thực tế nó là như thế. Lên đây thì anh có xấu anh không dám nói. Thật. Thế nhưng có điều là em phải tin vào điều thật. Dạ. Yeah. Anh lên đến đây là anh đã có con đã tìm cho anh. Dạ. Yeah. Thế nhưng có điều là như này này. Cái xấu của anh có thể nói ra mà người ta chấp nhận được như lúc nãy. Dạ. Còn không nói xấu nữa. Rượu không uống, thuốc không hút, trà không uống. Nhưng mỗi tuần hư ở sáng phải một tô bún riêu chứ thịt không dám ăn. Vậy đấy hả? Nhưng mà cái tuần dầm là phải đi chùa với anh là bắt buộc. Đấy. Vậy hả? Đi chùa hả anh? Dạ. Dạ đi chùa đấy. Thì được. Rồi, dạ. Được. Vậy được rồi ha. Dạ. Dạ. Đáp ứng được. Bây giờ con với Ngọc Lan sẽ cùng bấm nút với chú. Dạ. Chú có đồng ý bấm nút không? Chú đồng ý. Cô có đồng ý bấm nút không ạ? Cô đồng ý. Hai người nắm tay đi. Rồi, hai người đã đồng ý bấm nút. Chúc mừng cô chú. Chúc mừng cho cặp đôi hoàn hảo. Nhưng mà chị nói trước là khi đi mừng đám cưới, ở riêng đám cưới của chú bây giờ đám cưới lần thứ hai, tuyệt đối không được tặng bất kể một thứ gì. Đấy. Cái đó con làm được. Yeah. Con chỉ tặng nước rửa chén của con thôi. Rồi đưa đây. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC 35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC 35Z,
thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi chú đi với cô xuống dưới tâm sự tiếp đi. Đây con cầm rồi, vô nha. Cầm vô ngay ngọc lên. Dạ. Rồi chúc cô chú hạnh phúc nha. Cô đi đường này nè cô. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Em đã từng ly hôn cách đây 2018. Thì cái năm đó em cưới về là em có thai rồi, xong rồi em bị hư thai. Xong rồi mẹ chồng nói là nếu mà hư lần một thì lần hai sẽ hư, nên là gia đình chồng bắt ly hôn. Dạ em cũng trước đây cũng là có một mối tình. Bạn ở tầng Thanh Hóa, em thì cũng ở trong đây. Nhưng bạn kia thì trong nhà chỉ một người con gái thôi. Thì nhà kia nó xa quá nên không gả. Thằng bạn kia là từ người nhưng từ chối và lại bỏ em luôn. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái. Rồi mời em trai giới thiệu về mình nào. Em xin giới thiệu, em là tên Phan Quang Tuệ, quê ở Quảng Trị. Và em đang làm ở trang trí nội thất ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy Tuệ? Dạ ở quận 12. Trang trí nội thất là em cụ thể em làm cái gì? Dạ em làm bên chỗ sân nước anh. Rồi bây giờ chúng ta đến với sự giới thiệu của nhà gái nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào chủ Quỳnh Linh, chào nhà trai bên kia, chào khán giả. Em là Đinh Thị Tuyết, sinh năm 1985, quê ở Nghệ An. Bây giờ em đang làm công ty may ở Gò Vấp. À vậy Gò Vấp gần rồi. Dạ đúng, sạc bên luôn. Sạc bên. Vậy là hợp lý quá ha. Tại đang ở với ai? Dạ em ở đã cũng thuê nhà. Cũng thuê nhà ở mình hả? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ ưu điểm của khuyết điểm của Tuệ là gì? Dạ ưu điểm của em là rất thương người và rất là có cảm xúc, đam mê âm nhạc ấy. Nhược điểm của em thì đôi khi cũng hay đa nghi anh, và lại cũng hơi nóng tính, kiểu ví dụ mình đang làm gì ở xong xuôi hoặc là chưa gì được gì á, thì người ta nói thì đôi hay nóng tính nóng không biết chừng vậy thôi. Thật ra cái đa nghi nóng tính này nó cũng hơi nguy hiểm ha. Dạ cả đội em, giờ em về sau này em sẽ là khắc phục là sau ạ. Ok. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Ưu điểm em không có một khuyết điểm của em. Em nói lớn chút xíu được không Tuyết? Trời ơi, cổ nói là ưu điểm cổ không có. Không có ưu điểm em hả? Quá, em quên mất. Ưu điểm rất là thật thà. Dạ, em thì nấu ăn không có được ngon lắm. Em chỉ được cái là em biết quan tâm mọi người, chia sẻ. Em tính em hay nóng tính, tính cũng hay quên. Bao nhiêu mối tình rồi? Em đã từng ly hôn cách đây 2018. Mình có con chưa? Dạ em chưa. Em kết hôn năm 2017, 2018 em ly hôn. Sao lại nhanh thế? Vợ chồng em ly hôn là do bên gia đình chồng. Thì cái năm đó em cưới về là em có thai rồi, xong rồi em bị hư thai. Xong rồi mẹ chồng nói là nếu mà hư lần một thì lần hai sẽ hư, nên là gia đình chồng bắt ly hôn. Cái hai vợ chồng ra ở riêng. Cái sau ở nhà chồng gọi điện về kêu về họp gia đình, rồi nói là bây giờ một là lựa chọn vợ thì ra khỏi nhà, mà hai là lựa chọn gia đình thì phải ly hôn vợ. Thì anh mới khóc, anh mới nói là dù gì thì cũng người sinh ra anh không có làm khác được, nên là chúng em quyết định ly hôn. Đây là một cái tổn thương rất lớn ha. Rồi còn bên nhà trai thì sao? Dạ em cũng trước đây cũng là có một mối tình, nhưng mà kiểu là bạn họ cũng ở xa quá. Bạn họ ở tầng Thanh Hóa, em thì cũng ở trong đây. Nhưng bạn kia thì trong nhà chỉ một người con gái thôi. Thì nhà kia nó xa quá nên không gả. Thằng bạn kia là từ người nhưng từ chối và lại bỏ em luôn. Vậy thôi đó hả? Dạ coi như là em chưa có một mối tình nào mà kéo dài sâu đậm đến chuẩn bị kết hôn này kia đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Em nghĩ đơn giản thôi, anh Quyền Linh cũng là một người mà có biết trung thủy với mình mà.
giờ lại thứ hai nữa là phải yêu thương gia đình, và lại là tình yêu luôn luôn cũng là phải dành cho nhau cả. Hiền và chị biết nấu ăn. Cậu bên đây rất là thật tình đó nha, rất là chân chất luôn đó. Cô gái bên đây cũng rất là thật lòng nè. Mình mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Muốn có một người bạn trai chung thủy, chịu khó, biết cố gắng vươn lên. Người ta có cái gì dù mình bây giờ chưa có, nhưng mà sau này mình cố gắng dần dần. Em hy vọng là vậy. Anh nghĩ anh bên kia được đó. Đúng rồi. Bây giờ mình thích người đàn ông cao to hay là nhỏ bé, hay là đen hay là trắng. Mình nói đi cái Ngọc Lan qua Ngọc Lan nghía cho. Nói chung là cao hơn em là được, không có quá đen. Để lăn qua lăn ngó rồi trắng anh chị. Hơi trắng chút. Hơi trắng chút. Ê. Đàn ông trắng đen không quan trọng đâu, quan trọng là cái tâm hồn của họ. Không có đen là được rồi em à. Bạn có cái điều gì không thích ở đàn ông không? Em không có thích đàn ông lăng nhăng, rồi nhầu nhạt. Vậy đừng có bài bạc, đừng có vũ phu. Chàng trai là chàng trai có vũ phu không? Dạ không ạ. Nói chung em cũng hiên mà. Bây giờ lỡ bên kia mà có lầm lỗi cái gì đó thì có quýnh người ta không? Không, chỉ có em sử dụng băng lên nổi thôi, chứ không bao giờ dùng băng tay chân để giải quyết việc gia đình rồi. Rồi, vậy thì mình hỏi người thân đi. Anh đi với ai? Dạ không, đưa em đưa xa quả với em một mình thôi chị. À, vậy là có ông Mai lo. Em gái đi với ai? Em đi với bạn. Rồi, mời bạn có ý kiến nào? Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Lan Anh và chào quý vị khán giả đây ạ. Xin chào anh bạn trai. Em thấy là anh rất là chất phát. Em nói thật đó, em bổ sung cho cái ưu điểm của bạn em. Bạn ấy rất là có tâm. Dù đi làm công nhân thôi, nhưng mà cái mùa dịch ấy, bạn ấy cũng đi theo những cái người mà hỗ trợ cho những cái vùng dịch. Bạn ấy rất là có tâm, rất là thương bạn bè, thương anh em, những người mà khó khăn, thậm chí những người mà có điều kiện hơn bạn ấy. Mà ưu điểm của bạn ấy là bạn ấy rất là yếu lòng. Thế nhìn cơ thể của bạn ấy cũng rất là mềm yếu. Bạn ấy rất cần một người đàn ông hiểu chuyện. Nói chung là đàn ông nóng tính thì cũng có khá nhiều, nhưng mà cái đó cũng có thể thay đổi được. Nếu như bạn em mà chọn anh thì em thấy là hai người rất là phù hợp. Tại vì ở Nghệ An với lại ra Quảng Trị thì cũng không có xa, mà hai người lại cũng ở gần đây ấy. Em thấy như thế là phù hợp. Cảm ơn. Rồi. Cảm ơn nhà gái. Hợp lý. Bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi em. Hôm nay em đến chương trình mà em chẳng có gì, có cái mè sừng Huế. Em tặng anh Linh ăn cho vui. Mè sừng Huế, dạ, đặc rồi. Sản đây. Lần đầu tiên anh gặp em mà anh còn một cái hôm qua để kỷ niệm hai đứa mình gặp nhau để trên sóng truyền hình. Lúc nào em đổi lên và đổi lên, không đổi lên. Dễ thương ạ. Và để em nhìn thấy cái hôm qua ngay được toàn vô. Trời, cái nón xinh quá. Trời ơi, chu đáo dễ sợ chưa. Em cũng có món quà tặng anh. Anh làm công nhân nên anh cho em một cái áo mà anh thích. Thôi. Trời, có cái áo nữa. Rất đẹp ạ. Dạ, lần đầu tiên em gặp anh, em thấy sao có giống như là em nguyên gốc. Còn những anh thì thật sự ra anh thấy em rất là dễ thương và rất là xinh đẹp ạ. Trước đây anh cũng yêu toàn là những người mà sinh năm 85, mà hầu như là toàn là sau này họ không đồng ý cả. Không ngờ là lại chương trình anh Tuyền Linh là chị Ngọc Lan ghép đôi giữa anh và em, lại là giống như cuối đời đã gặp em một nửa. Bây giờ đến đây chắc lẽ là đường tình của chúng ta đã gặp nhau rồi đấy em. Em gái thấy sao em? Dạ em thấy cũng được ạ. Hả? Thấy cũng hiền lành. Thấy tin tưởng không? Nói chung là cũng có chứ mà không nhiều. Thì đúng rồi, chưa nhiều là đúng, là tại vì ở trên đây các bạn không có nhiều thời gian để mà tìm hiểu sâu hơn. Nhưng mà cái cảm quan ban đầu chúng ta nhìn về nhau, cảm nhận về nhau là cũng có thể là đủ để cho chúng ta biết là có nên cho nhau cơ hội hay không. Bây giờ hai anh chị bước lên đây. Đó, hai anh chị nói nhỏ quá. Nắm tay nhau nào. Nên là giờ hai anh chị đó. Đó. Em sẽ nở lên, đừng cho có cái hai bàn tay này cứ ấm áp lúc nào được hạnh phúc đi em.
lời nói đôi khi nó không bằng hành động, nhưng có thể anh sẽ cố gắng học hỏi những điều gì mình sẽ nói ra để cố gắng giữ hạnh phúc được ấm cúng hơn. Anh sẽ cố gắng làm hết sức mà những gì mà em đã đặt ra. Thế rồi, em cảm ơn. Để vào chương trình, em xin phép gửi đến bạn gái và lại đừng quay mình, em hát một bài là Hôm nay hai đứa mình yêu nhau. Rồi, hát lớn lên. Sáng mai đây anh ra biệt mái trường, ra biệt con đường vàng lá mẹ bay. Ngày ngày hai ta về qua lối đó, có em nói cười để anh thấy lòng thương. Sợ tình đơn phương như là mây khói, khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi. Tình đâu em trao bao câu hẹn ước, chân bước xa rời mà lòng thấy nhớ thương. Này người thương ơi, mai xa rồi xin em nhớ, chớ quên kỷ niệm, chớ quên ân tình. Đêm nay hai đứa mình yêu nhau. Rồi. Trời ơi, nó trời ngọt ơi. Dưới lùi. Tôi mà nghe được cái bài này tôi bấm liền luôn á. Yêu luôn á. Ừ. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm hả? Trời ơi, sao vậy em gái? Em còn lo sợ điều gì? Tại vì em tổn thương nhiều rồi nên là em thấy anh không có thể mà hiểu và thông cảm cho em nhiều hơn. Hiểu và thông cảm nhiều hơn hả? Về điều gì? Thông cảm cho em về điều gì? Em còn nói chung là nhiều chuyện trong cuộc sống. Em là con người nói chung là không may mắn trong cuộc sống và trong hôn nhân cũng vậy, trong gia đình cũng vậy. Em không có được như bao nhiêu người khác. Anh sẽ hiểu em đó. Anh thấy ở đây á, bạn này rất là phù hợp với em. Đó là con tim của mỗi con người lựa chọn trong tình hạnh phúc của mình mà. Ừ. Và cho dù mình thích mà người ta không thích thì chuyện bình thường thôi, phải không em? Thì coi như là chúng ta là thành bạn bè thôi, phải không? Ừ. Yeah. Đúng mình rồi. Xin số điện thoại sau mình đến mình chia sẻ với cô ấy trong những lúc buồn ha. Yeah. Anh nghĩ rằng mình đi từ từ. Điều gì nó đến nó sẽ đến đó. Nha. Em sẽ làm được điều đó đó. Yeah. Nha. Anh nghĩ rằng trong cuộc sống có rất nhiều người phụ nữ giống như em, họ đã từng bị tổn thương, tự mở cho mình một tương lai tươi sáng hơn nữa. Lẽ ra là bạn phải sống tốt mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh mẽ hơn và cuộc sống bạn nó phải đẹp hơn để cho những người đã từng làm tổn thương bạn họ phải hối hận vì đã đánh mất bạn. Chính xác là như vậy. Đừng để họ hả hê với nỗi đau của mình mà phải để cho họ đau khổ với nỗi đau của mình. Về xin số điện thoại. Yeah. Cố gắng chinh phục quý nha. Dạ dạ. Rồi. Đây là những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Sweet Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Giữ lấy cái áo về mặt để nhớ
Rồi đến Gò Vấp hả? Cứ mỗi lần tới Gò Vấp là mặc áo đó. Quận 12. Mặc áo này nha. Đúng. Rồi chúc hai bạn sẽ tìm được nửa mảnh ghép của mình. Dạ em cảm ơn. Rồi mời bạn đi đường này. Ví dụ em và anh á, xảy ra chuyện tranh luận về một vấn đề đó đúng hay là sai, chưa có giải quyết được vấn đề, thì theo anh thì anh xử lý như thế nào? Hỏi người lớn mà thử. Câu chuyện của hai người là hai người tự giải quyết, không có thể để người lớn. Khó chứ. Chứ sao đây. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi ngày hôm nay trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chàng trai đã ngồi đây rồi, Cát Tường sẽ ra để đưa cô gái vào và chúng ta bắt đầu câu chuyện. Rồi, trước mặt có cái bàn rồi đó em, đưa tay ra. Ngồi sát xuống ghế nha. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Em tự giới thiệu rồi, em tên là Lê Hữu Phước. 34 tuổi, quê ở Vũng Tàu, hiện tại em làm công ty lốc lốc là bên bộ phận chỉnh lý, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất. Và ngồi ra còn nhà làm vườn, trồng điều với tiêu với lại rau sạch rồi. Ở đâu? Cây trái ở Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay chỗ Thái Dịch. Vừa đi làm công ty. Dạ. Mà vừa ở nhà trồng tiêu điều nữa. Tiêu điều, rau sạch rồi. Rau sạch nữa. Quá đã. Cây trái rồi, quá trời. Cây ăn trái à, ví dụ trái gì? Trái măng cục, sầu riêng, bơ. Vậy hả? Nhà rộng lắm hả? Có vườn rộng lắm hả? Dạ rộng, ngồi mặt đường chính luôn á. Mặt đường chính luôn? Dạ. Đang ở nhà với ai? Nhà ở với ba mẹ, nhà có con trai một, còn hai đứa em gái. Hai đứa em gái rồi, có gia đình chưa? Dạ có rồi. Gái đi ra riêng đi theo chồng hết rồi? Dạ, ở gần đó luôn. Ở gần vòng vòng đó luôn, còn trong nhà mình ở mình với ba mẹ thôi. Dạ, ba mẹ, bà ngoại nữa. À, có bà ngoại nữa, ở chung với ba mẹ với ngoại. Quê gốc mình là ở đâu? Gốc ở Quảng Ngãi mà vô đây, em sinh ở trong này lâu rồi, sinh ở trong này từ nhỏ rồi. Rồi, em gái, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Tạ Thị Trắng Tươi. Em đến... Cái gì tươi? Tạ Thị Trắng Tươi. Tạ Thị Trắng Tươi. Trời ơi, nghe cái tên thấy trắng tưng bừng rồi ha. Em đến từ Tây Ninh. Năm nay em 32 tuổi. Hiện tại là em làm nhân viên văn phòng. Tây Ninh ở khúc nào? Dạ, ở Trắng Bàn, Tây Ninh ạ. Chà, cũng xa nhau, trăm mấy, gần 200 cây à. Có đi Tây Ninh lần nào chưa? Dạ, chưa. Chưa đi Tây Ninh luôn. Đi Bà Rịa Vũng Tàu lần nào chưa? Dạ đi rồi ạ. Đi rồi ha. Thế rồi là mình đang ở với ai? Dạ em ở với mẹ. Rồi giờ yêu xa có ngại không? Dạ không ngại ạ. Ở xa vậy rồi em muốn bao lâu em gặp bạn trai được lần? Thì tùy theo công việc. Nếu mà hai người hợp tính nhau thì khoảng 2 tuần hay là 1 tháng. Bây giờ ở xa vậy rồi em tính, thí dụ mà giờ em mở cái cửa trái tim ra rồi em thích bạn gái quá nè, tìm hiểu thấy ưng bụng quá, rồi bao lâu em thăm ta được một lần? Nếu mà xuất ca thì bà bố nghỉ 2 ngày xuất ca thì lên thăm. Mấy ngày? Tuần 2-3 lần. Một tuần đi 2-3 lần, từ Bà Rịa Vũng Tàu chạy lên Tây Ninh tuần đi 2-3 lần. Dạ. Rồi bỏ ăn bỏ làm bỏ. Đâu làm bố nghỉ 2 ngày, em nghỉ 2 ngày liên tiếp mà. À, làm 4 ngày nghỉ 2 ngày. À nghỉ 2 ngày liên tiếp luôn. Là 2 ngày đó đi lên thăm bạn gái. Dạ. Rồi tối ngủ đâu? Mình tự tìm cách. Tự tìm cách. Trời ơi nghe thấy thương quá. Vậy được không em? Uống tuần là 7 ngày, đi làm 4 ngày nghỉ 2 ngày. Dạ làm 4 ngày 12 tiếng, nghỉ 2 ngày 2 đêm vậy. Thì cũng mới có 7 ngày 6 ngày còn ngày đâu. Tuần 7 ngày lận. Nó cũng như vậy. Cả ngày thì em nghỉ được 3 ngày luôn, 2 đêm. Thôi tôi cũng hiểu rồi, hai người nói vụ ngày giờ đi sao nói kỳ, một tuần có 7 ngày. Đi làm 4 ngày, nghỉ 2 ngày. Còn ngày đâu? Nó làm ca như vậy, cả ngày cả đêm vậy. Cả ngày cả đêm. Cũng chưa hiểu luôn. Hiểu không? Chưa hiểu. Chưa chút xíu, hai người tự tìm hiểu cái vụ ca đó nha, sao chị rối quá. Rồi, bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mạnh của em chịu khó. Rồi hoạt bát công việc. Giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác. Rồi điểm yếu của em là gì? Nhút nhát rồi hay nhẹ lòng. Nhẹ lòng là sao? Thấy người nào ấy nhẹ dạ. À, nhẹ dạ. Nhẹ dạ cả tin. Dạ dạ. Ai dụ có nhiêu móc hết phải không? Tin người chứ. Hồi đó giờ có bị ai dụ ai gạt gì chưa? Chưa. Chưa thì cũng đâu có gì đâu, có tin hay gì đâu. Tin người là mình ta gạt, ta dụ mình gì chứ còn. Dạ dạ. Đúng không? Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Trắng tinh. Trắng tươi. Trắng tươi. Dạ, điểm mạnh của em là năng động chứ vui vẻ. Điểm yếu là em nóng tính. Nóng tính? Dạ. Nóng tính là nóng tính sao? Trong công việc hay là trong mọi trong thứ? Trong công việc. Rồi nóng tính là nóng tính với ai? Giống như là công việc sai á, nhiều khi mình
Nghĩa là người khác làm mà sai là mình bực mình á hay sao? Người khác làm sai mà trách nhiệm không thuộc về ai á thì mình cảm thấy khó chịu. Về tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trải qua một mối tình. Một mối tình, quen được bao lâu? Dạ, quen được một năm. Quen năm, rồi sao chia tay? Cái cách suy nghĩ hai người khác nhau nên không có tiến xa được nên cụ thể là ví dụ khác nhau cái gì? Ví dụ em nghĩ sao mà người đó nghĩ sao? Về cái cách sống thôi. Ví dụ? Em muốn đi làm, bạn đó thì muốn em ở nhà. Nên hai người không hợp nhau thì chia tay. Chia tay, chia tay được bao lâu rồi? Dạ, chia tay được một năm. Năm, từ đó đến nay là có mối tình nào khác nữa không? Dạ, chưa. Có ai để ý chưa, ngắm nghía gì chưa? Dạ, có nhưng mà em thấy không hợp. Dễ thương mà sao không có người để ý được, đúng không? Rồi em ví dụ giờ sau này em lấy vợ em về rồi em có cho vợ em đi làm không hay là bắt vợ em ở nhà? Tùy sở thích của vợ thôi. Em cứ đi làm thì phụ với chồng cũng được. Hai người phụ qua phụ lại, nương tựa nhau. Phụ qua phụ lại là phụ gì? Phụ qua phụ lại cho kinh tế mình nó phát triển lên. À, có nghĩa là vẫn cho vợ đi làm nặng kinh tế phụ hỗ trợ qua lại đúng không? Chứ không có bắt vợ ở nhà đúng không? À, phụ qua phụ lại tưởng đâu làm công việc phụ rồi đi làm chung vậy rồi về rồi có phụ vợ làm việc nhà không? Có, em siêng năng chịu khó nhặt đồ rồi, cái gì cũng làm. Muốn muốn bắt dâu hay là muốn ở rể? Muốn bắt dâu chứ. Muốn bắt dâu chứ. Đi làm dâu xa được không? Gần mà đi Vũng Tàu gần. Vô gần, ta nói gần nó không có xa. Đi làm dâu được không? Dạ, cái đó là tùy theo cái cuộc sống nên cũng phải chấp nhận. Đúng rồi, thật ra lấy chồng phải theo chồng thôi. Chà, mà ta tên trắng tinh mà đi về Vũng Tàu nắng gió chắc đèn. Ôi, đó thoải mái nhà em, thoải mái dễ chịu chứ đó. Rồi, tình trường em sao rồi? Trường xưa cũng có quen một hai ba mối tình. Hai ba mối tình luôn? Mà do hồi xưa trẻ chưa có chín chắn, chưa nghĩ tới sau này lập định để thời gian trôi qua qua vậy thôi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất? Có một mối tình cùng họ nên về nhà bà già không chịu thôi xưa. Cùng họ. Rồi từ đó tới nay bao lâu rồi? 7-8 năm rồi. 7-8 năm nay không quen ai hết trơn trời. Cái người làm mai mối mà thấy không hợp nhau rồi thôi. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Biết nấu ăn rồi mấy năm lắm. Lâu bén như tình. Này còn em, em muốn tìm một mẫu người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Chia sẻ trong công việc với lại biết lắng nghe và quan tâm gia đình nhiều hơn. Em biết nấu ăn không? Dạ, em nấu ăn chắc một mình em ăn được. Chắc mình em ăn được nhưng mà có ai nấu không? Nói chung là cái gì mình phải học hỏi, mình học tập và từ từ mình nấu chưa ngon, mình nấu riết nó thành thói quen rồi cũng từ từ nó cũng sẽ ăn được. Dạ. Nói chung người ta chỉ muốn mình biết nấu ăn thôi, còn ngon hay không là chuyện khác. Dạ. Nấu ăn ngon quá mở nhà hàng rồi. Trong nhà ví dụ cơm canh đồ thịt kho cá kho đồ mần được vậy là được rồi. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi về ngoại hình thì em muốn người chồng như thế nào? Cao hơn em, chững chạc và quan tâm nhiều hơn. Chững chạc quan tâm nhiều hơn. Rồi em cho các chị coi hình hai bạn coi. Về ba cái đồ. Ba anh này mặt cũng ngang ngang nhau à, khó lựa dữ á. Rồi, trong năm cô này có một cô đó thích cô nào gả cho. Ráng kiếm đi. Ba anh này sao tự nhiên vô chọn cái anh này hay vậy? Ủa sao tự nhiên ba anh mà vô chọn chỉ ngay đúng anh đó hay vậy? Lý do? Tôi thấy người này cao. Mà em thích người cao hả? Đâu phải, tại hai ông này ngồi, ông này không đứng chứ là phải ông cao. Mà em nghĩ người 34 tuổi là không phải người này. Mà giờ quyết định mà chọn người nào? Người đó đúng không? Dạ. Rồi giữ đi, lát tôi gả ông đó cho. Bên đây, chọn người nào? Hả? Tại sao lại chọn cái người đứng chính giữa này? 32 tuổi. Phải không? Không biết. Hình sao mắt chị tường mờ lắm không thấy. Nói chung là cô áo đỏ đó phải không? Rồi giữ yên nguyên nó đi rồi tôi mở cửa trái tim ra cho coi nè. Coi đúng không nè. Mở cửa trái tim. Hay quá, bạn gái hay lắm luôn nha. Bạn gái vừa đưa tấm hình cái chỉ ngay trúng em liền luôn á. Rồi đó em hỏi cổ có phải cô đó không vậy? Phải rồi. Phải không? Phải hả? Cô áo đỏ đó hả? Hả? Dạ đâu phải đâu. Không phải đâu, quay là hỏi cổ có cô nào. Cô này không? Em mặc áo màu trắng nè. Trời đất. Đâu đưa coi coi. Phải màu trắng không? Người ta nói phải rồi, không lẽ người ta còn gạt mình nữa trời. Vậy là sai xuống rồi. Xuống thì sai rồi. Bởi vì chị cũng thấy rồi, đâu có phải cô này mập hơn. Phúc, em không nghĩ cái này. Sai rồi đúng không? Giờ sao? Rồi giờ sao? Giờ đi kiếm cô áo đỏ làm mai cho em hả? Không. Cô này được không? Được. Mà giờ sai rồi, giờ sao? Biết sao giờ. Giờ bị phạt nha. Hát hò hít đất thục dầu. Hát được không? Dạ thôi hát. Rồi hát tặng cổ một bài coi như là phạt đó.
bỏ qua đi bà. Hả? Bỏ qua nha. Sao bỏ qua được? Thì hát rồi bỏ qua. Ngồi đi, ngồi đi, không cần đứng. Ờ, ngồi biểu diễn thoải mái. Đây, Phước hát bài Hãy Về Đây Với Anh. Trời ơi, không biết chữa lựa bài dữ ha. Rồi, mời Phước. Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi trước sân. Mình lạnh cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi, từ hàng cây trước sân, dường như cũng đã sát sơ yên lòng. Hát cái đó em biết hát. Vậy được không em? Có bỏ qua không? Bỏ qua đi mà. Bỏ qua đi mà. Rồi cái này qua luôn, qua trái tim luôn, không có đi đâu xa hết. Rồi đúng rồi, đưa qua. Lựa nhiều thứ nhưng mà anh chưa lưỡi lưỡi này. Cái đó là cái gì vậy em? Để cái khăn tròn này mùa đông áp này cho em đỡ lạnh rồi à. Những khi nào ấy là nhớ đến anh. Rồi vậy vòng qua bển, đeo vô cho cổ, đeo vô cổ, cho cổ luôn. Rồi, đẹp dữ ha. Đây cũng phim trường cũng hơi lạnh á. Rồi, cảm ơn em về chỗ. Hôm nay cái gì? Rồi, tặng luôn. Em có cái viết tặng anh kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Em cảm ơn. Rồi, xuống đây hai bạn. Khi mà chị Tường mới mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Thấy một người đang tìm kiếm. Thấy người nữ gia đình. Người gia đình. Thấy sao? Hay, thấy thích. Hay thích. Mới nhìn là cái biết là người phụ nữ gia đình luôn. Hay dữ vậy đó hả? Thấy ánh mắt rồi thấy... Thích rồi phải không? Thấy chịu khó, dạ thích. Rung động rồi phải không? Dạ. Em sao? Em có cảm giác gì không? Khi mà mở cửa trái tim này ra, cái cảm xúc đầu tiên của em là gì? Em thấy anh cũng là một người quan tâm của gia đình. Nhưng mà nhớ cho kỹ là khoảng cách cũng trăm mấy chục cây, đi cũng 3-4 tiếng. Dạ, cái vấn đề nó không sao, đừng để mình cố gắng thì mọi thứ sẽ thành công. Ví dụ như được là yêu nhau là bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Nếu được thì 3-6 tháng. Lẹ dữ vậy, được không em? Dạ, em nghĩ là một năm trở lại. Một năm trở lại. Dạ, thì anh Thu Bình đã nói vậy thôi, dạ, còn dạ, mình dạ, từ từ mình quen là mình trả giá. Dạ, đúng rồi. Phải không? Được dạ, không? Dạ, dạ, được, dạ, được. Rồi thí dụ như là cổ theo em đi về dưới quê em, rồi em có xin được việc làm cho cổ không? Dạ, ok, cái vấn đề đó thì không quan tâm gì hết. Có gì thì anh tìm cho em việc làm ở gần nhà thì thoải mái lắm. Không, thoải mái mà ta có... Đến, em có mấy em gái em làm công ty rồi. Nhà thì nếu mà cứ muốn kinh doanh thì mở tiệm thì thích đi làm cái gì làm. Anh có đất đai rộng rãi thì mở ra cho em làm. Yeah. Nói chung là kinh tế ổn định nha, vô tư ha. Vô tư. Ổn, được. Nhà ngang mấy mét, dài mấy mét, có chỗ ở không? Rộng không? Rộng rãi, thoải mái. Ngang mấy mét, dài mấy mét? 40 mét mặt đường. 40 mét ngang mặt đường? Dài 400 mét. 400 mét mặt đường luôn, bự dữ vậy á. Dạ. Rồi. Có đất rẫy nữa chứ. Có đất rẫy nữa, cái đó là đất ở nhà riêng, còn rẫy riêng. Rẫy riêng luôn. Rồi ai đứng tên? Nhà có mình là em trai một, rồi ba mẹ đang 60 số mấy rồi. Rồi, ổn rồi ha, thôi giờ để hai bạn tâm sự riêng với nhau nha. Tường mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ nè, xíu mại nấm đông cô nè, bánh xếp hẹ chiên và giò chó quẩy, nhồi tôm chiên giòn ha. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, tâm sự muốn hỏi gì hỏi nha. Tìm hiểu muốn đánh nhanh rút gọn, 3 tháng 6 tháng là phải hiểu nhau mới được, đúng không? Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Mời em. Dạ mời anh ạ. Mời em nha. Dạ em. Xíu ngại quá. Nếu mà trong một cuộc trò chuyện á, thì ví dụ em và anh á, xảy ra chuyện tranh luận về một vấn đề đó đúng hay là sai, chưa có giải quyết được vấn đề, thì theo anh thì anh xử lý như thế nào? Cùng nhau bàn bạc từ tìm giải quyết. Không, ý đó, em nói là một câu chuyện, một vấn đề đó em và anh ai cũng đều muốn đúng hết. Được, anh để anh chịu thiệt thôi, để em chịu đúng được. Nhưng mà mình nói như thế nào để mình thuyết phục đối phương là đúng hay là sai? Hỏi người lớn mà thử. Câu chuyện của hai người là hai người tự giải quyết, không có thể để người lớn. Khó chứ. Chứ sao đây trời. Thôi cái đó anh suy nghĩ đi, từ từ anh trả lời em cũng được. Nếu đừng từng anh lên thăm em lặng luôn được. Nhưng mà thời nay mà công nghệ, nếu mà anh bận hay là em bận thì chúng ta có thể gọi điện nói chuyện với nhau. Còn nếu mà anh lên á, thì ví dụ công việc em á, ngày đó em nghỉ thì em sẵn sàng. Nếu sau này
ấy thì em có thích kinh doanh hay làm gì không riêng? Em thì không thích kinh doanh cho lắm, nhưng mà em thích đi làm để ổn định kinh tế của mình thôi. Anh nghĩ công ty nhiều nữa, mà sau này có được thì về đó anh nhờ mấy đứa em xin giùm cho. Dạ. Anh ở đó quen nhiều mấy đứa em nhiều á. Dạ. Anh ăn gì? Anh thấy anh sao? Anh thấy vậy, anh cũng quan tâm, vui vẻ, cởi mở. Dạ. Còn anh nhận xét về em như thế nào? Em cũng hiền, cũng thấy chân thật. Mời anh ăn hả? Em ăn muốn ngại. Em ăn đi chứ sao? Dạ. Em ăn gì? Hả? Em nói gì? Anh có thường đi chơi với bạn không? Có bạn bè cũng rủ đi, nhưng mà anh làm biết lắm. Anh làm rồi về nghỉ ngơi ở nhà. Rồi thỉnh thoảng ví dụ trong một năm đó anh có thích đi du lịch không? Nếu bạn gái nếu đi thì đi cùng bạn gái được. Xưa anh đi giờ lớn rồi làm ăn không cứ đi chơi. Vậy anh ở Vũng Tàu, anh ra Vũng Tàu nhiều không? Xưa em đi quá trời, giờ chưa đi. Giờ chưa đi Vũng Tàu luôn. Có em thì đi. Có em thì đi. Chở em đi. Mà anh nấu ăn cũng ngon lắm. Tại em không biết nấu ăn. Em hút về mẹ anh dạy cũng được. Cái đường gái anh cũng biết ăn sơ sơ rồi chứ. Rồi tâm sự được nhiều chưa? Sơ sơ hơi, sau này ra ngoài. Rồi vậy mới mốc hẹn hò là hẹn hò ở đâu, hẹn hò sao? Chắc bị thẳng lên quá, chịu khó một tí. Chịu khó một tí hả? Nãy giờ hỏi nhà cửa chưa, biết nhà biết cửa chưa? Nói số điện thoại Zalo rồi. Chưa đi lần nào biết đường đi không? Mình hỏi chứ. Bây giờ chị hỏi nè, giờ sau này ví dụ như mình lấy vợ về, mình lập gia đình có vợ con rồi đó, thì trong gia đình kinh tế trong nhà ai sẽ là người quản lý? Vợ quản lý, em không có thiếu tiền. Mình định muốn sinh mấy đứa con? Hai đứa, có trai có gái. Rồi rủ như không có trai có gái thì sao? Nhiều khi gái hết trai hết rồi sao? Sao không được, trời cho sao như vậy? Đúng rồi, chứ tự nhiên muốn trai đứa gái. Bây giờ ăn thua em á, ai biết cái giống em nó ra cái gì. Nhưng mà sống tốt thì sao được hết á? Sống tốt là được hết á hả? Em nghĩ là gia đình thì hai người cùng chia sẻ. Ví dụ anh ấy gặp khó khăn thì cũng nói để cho em biết, để hai người chia sẻ và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Chứ không phải là khi anh ấy gặp khó khăn thì anh ấy không nói gì thì bản thân mình cũng không biết. Em thì nghĩ như thế nào? Quan điểm thì yêu là em là tin tưởng lẫn nhau rồi nắm tay cùng nhau vượt qua nữa. Thế là hai bạn cũng khá là trùng khớp với nhau ha. Rồi, mở em bóc một lá bài trong này. Đọc lớn lên những yêu cầu của chương trình rồi mình thực hiện nha. Thử đặt tên cho con tương lai của hai bạn và chia sẻ ý nghĩa cái tên. Trời ơi, hay quá. Rồi bây giờ, ví dụ như là đẻ con gái, em đặt tên gì? Đẻ con trai, em đặt tên gì? Đó, ví dụ vậy đi. Anh ơi, nếu mình sanh con gái á, thì anh đặt tên là gì? Gái à? Đó giờ có suy nghĩ tới chuyện đặt tên con chưa? Chưa, tên Phương cũng được. Tên Phương, lý do, ý nghĩa. Người ta hỏi ý nghĩa của cái tên nữa. Tên giờ mình nói cũng chưa biết, tới sau này mình biết được. Nhưng mà mình thích á, chứ hồi chị còn nhỏ xíu là chị hay tính đặt tên con trước hết trơn. Chị nói thiệt, tên con chị là chị đặt lúc chị chưa có chồng luôn á. Mình tính trước á, con gái à, tên gì, con trai tên gì, mà cuối cùng rất quất á. Đẻ được con đứa. Để bạn hỏi em thì anh nhường cho em đặt đó, em đặt con tên gì? Đặt trước đi anh. Nếu mà con gái á, thì em đặt tên là An Nhiên. Hy vọng bé sẽ vui vẻ trong cuộc sống. Được không? Tên đó ổn không? Hay. An Nhiên. Ông ba phải quá à. Cái gì ông cũng là đúng là thiệt á. Dạy thiệt. Cái gì cũng được. Rồi nếu con trai? Nếu con trai thì em đặt tên là Bình An. Bình An. Con gái là An Nhiên. Con trai là Bình An. Tên hay á. Được không? Dạ. Chắc không? Em họ gì? Họ Lê. Họ Lê. Lê An Nhiên. Còn Lê Bình An cũng được mà. Tên hay mà đúng không? Dạ. Rồi bóc thêm lá bài nữa đi em. Rồi đọc lớn lên coi yêu cầu gì trong đó. Ôm đối phương từ phía sau và khẽ nói anh đừng đi hoặc em đừng đi. Làm được không? Ôm đối phương. Ông đọc ôm mà tôi nghe hôn. Ôm đối phương từ phía sau và khẽ nói em đừng đi. Rồi đi qua sau lưng cổ làm thử coi. Xin phép cổ ôm cổ một cái rồi nói coi. Để tao hồi cổ đi á.
mạnh mẽ lên, tự tin lên. Em xin phép nha em nha. Dạ. Rồi em đứng lên đi, đúng rồi đó. Rồi. Ngại quá vậy. Tự nhìn cổ nhìn tôi làm chi trời, nói với cổ á. Em đừng đi. Thế này để anh chúc em bấm nút vậy là anh sẽ đứng. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn hai bạn. Cảm xúc trong người thấy sao? Cảm thấy được. Được là sao? Em thấy có công gian. Lâu rồi thấy tim không rung động phải không? Vậy thì em phải cố gắng lên ha. Làm sao cho người ta thấy được cái tấm lòng của mình, sự chân thành của mình. Đến đây là một cái duyên của hai mình gặp nhau. Em hãy cho anh cơ hội để em tìm hiểu nhau. Nếu được thì sẽ tiến tới xa hơn. Dạ, em cũng hy vọng qua cuộc trò chuyện hôm nay. Hy vọng anh và em sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nha. Ok. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, cảm ơn hai bạn. Qua đây cưng, qua đứng chung một bên nè. Cũng thay nhau. Và bây giờ hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên cho cái ngày đầu tiên mình gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Phép không em? Không em. Rồi, rồi thay mặt cho chương trình chúc cho hai bạn ha sớm hạnh phúc. Đó, đây gửi tặng Mộng một phần quà lập đẹp của chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây cùng xem phim với nhau. Rồi, nắm tay, nắm tay. Kính thưa quý vị, là một cặp đôi nữa đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi à. Và hy vọng là họ cũng sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn để có ngày sớm báo tin vui cho chương trình. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi à. Chúng ta sẽ tạm biệt và gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 8 giờ thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các tường xin chào và hẹn gặp lại. Không để quý vị chờ lâu, các tường xin mời hai bạn trai của chương trình tiến ra sân khấu. Xin mời. Trời ơi. Đà la lớn quá. Wow. Wow. Thấy nóng rồi đó. Hai chàng trai đã đến với chương trình rồi thì bây giờ chần chờ gì nữa, hai cô gái xinh đẹp của tôi đâu rồi? Xin mời. Oh yeah. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi đó chị Tường. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn trai đang ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Xin chào em tên là gì? Dạ, chào chị Cát Tường và anh Minh Đạt. Em tên Nguyễn Văn An, quê ở Bến Tre. An đang làm công việc gì? Công việc của em là quản lý nhà hàng khách sạn. Quản lý nhà hàng khách sạn? Dạ. Nhà hàng ở đâu? Nhà hàng Bê Vạn, quận 5. À, trời ơi, thôi tôi biết chỗ đó rồi. Dạ, chị có ghé em thấy chị. Hôm nay em đến ghi hình với ai? Dạ, em đến với hai bạn thân. Bạn có râu râu á phải không? Dạ đúng rồi chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng vui vẻ với bạn bè, hết mình với bạn bè và người nhà người thân của mình. Em có thể hòa nhập được những công việc và không khí xung quanh. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em là chắc là cũng hơi hiền, dễ bị lừa, bị gạt. Bị gạt. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi nữa. Dạ, ở ngoài bên ngoài xã hội em dễ bị sao xuyến, thu phục. Dạ. Ở đây là em ở với ai? Dạ, em ở với ba mẹ em ở trên này cũng hơn 20 mấy năm rồi. Dạ, còn em lúc nhỏ thì em cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì em ở với nội, ở với quê. Hết cấp 3 em mới lên sẽ học cao đẳng và ra trường làm việc luôn tới bây giờ. Rồi, đó là thông tin của bạn nam ngồi ghế đỏ, Nguyễn Văn An, 28 tuổi, quản lý nhà hàng. Bây giờ cô gái ngồi ở vị trí màu đỏ nè, em tên gì? Xin chào tất cả mọi người. Dạ, em xin chào anh Hướng Minh Đạt, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thúy Vi. Em 22 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc gần đây nhất của em là làm thư ký kinh doanh cho công ty cổ phần ô tô Gia Định. Hiện tại thì em cũng có đang học thêm ngành dinh dưỡng, chế độ ăn uống. Dạ đúng rồi, chính xác. Giảm cân. Healthy. Wow. Hiện giờ thì em ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, hiện tại là em đang sống với bà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở đây.
Dạ em sinh ra ở đây còn à, Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em nghĩ là khả năng giao tiếp đối ngoại với mọi người, nói chuyện hoạt bát. À, hoạt bát. Dạ năng động. Còn mà điểm mà em cảm thấy là nó là điểm mạnh vừa là điểm yếu của em là gan lì. Điểm mạnh vừa là điểm yếu của em là gan lì. Ghê vậy? Dạ. Thí dụ sự gan lì. Em cực kỳ sợ chuột. Nhưng mà cái lần đó không có ai ở nhà hết. Sợ chuột quá nhưng mà phải dí theo nó để đập đập đập. Sợ con gì là dí con đó đập cho nó chết. Dạ nó quằn em cả buổi ở ngoài sân rồi. Giờ em phải đập nó lại à. Đó giờ em ơi. Cũng nửa tiếng đồng hồ mới đập. Xưa giờ em có sợ thằng nào chưa? Em nghĩ là thằng đó nó sợ em. Em nghĩ là thằng đó nó sợ em chứ không, em không có sợ nó thì được đó, thì sợ thằng nào dí đập em thôi. Em dí đập nó cho chị nha. Dạ. Quá ngầu luôn. Dữ dằn thiệt ơi, chứ. Quá chất luôn. Còn điểm gì nữa không? Dạ em nghĩ là nhanh gọn lẹ xúc tích. Không chưa? Rồi chị. Mời chàng trai ở ghế màu xanh. Em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, hai bạn nữ cùng có mặt ngày hôm nay và cùng toàn thể các quý anh chị đang theo dõi chương trình Gấp Đôi Thần Tốc ạ. Em là Hồ Sĩ Tín, em 27 tuổi, đến từ Bình Định, hiện tại đang là một nhân viên văn phòng, cùng với đó là sale công nghệ, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Sale công nghệ là gì em? Những thiết bị smart. Nói lớn xíu cưng. Hôm nay đi ghi hình với ai nè? Dạ em đi tới với phòng kinh doanh của em. Phòng kinh doanh. Vâng. Nguyên một phòng đi theo luôn. À, được sếp tạo điều kiện cho nên là hôm nay công ty nghỉ. Nay có nên... sếp đi theo không? Dạ có. Phía dưới này là nguyên văn phòng công ty em hết đó hả? Dạ vâng. Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình. Bây giờ nói về bản thân mình một chút xíu nè. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Tinh? Điểm mạnh của em là em rất là hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu của em thì rất là nhiều ạ. Ví dụ như là em hay nhút nhát trước mặt phụ nữ, đặc biệt là người mình thích. Em rất sợ động vật ạ. Sợ động vật? Dạ. Sợ con gì? Con gì có lông là em sợ. Con gì có lông là em sợ. Con gì có lông là sợ. Dạ. Em có sợ con gái không? Dạ nhát thôi chứ không sợ. Nhát thôi. Con gái cũng có lông mà. Cái này sợ là hơi ngu. Sợ là hơi ngu hả? Điểm mạnh điểm yếu còn gì nữa nè? Em rất là vụng về trong việc nhà. Quét nhà không được sạch hay là nấu ăn không được ngon. Em đang ở với ai? Em hiện tại đang sống một mình tại thành phố Thủ Đức ạ. Sở thích của mình là gì lúc rảnh rỗi? Sở thích của em lúc rảnh rỗi là xem anime. Anime là gì? Học phim hoạt hình đó chị. Cái gì nữa? Cà phê với bạn bè, đàn hát ạ. Làm luôn không các bạn? Trời ơi, thể hiện liền luôn. Làm luôn đi cho nó sớm nè. Qua tôi coi tiết mục văn nghệ bên đây chứ. Em xin trình bày một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ danh hài Chí Tài mà em rất thích, được mang tên Em Ở Đâu. Em Ở Đâu. Nhưng mà hát lớn, đừng lớn lên nha. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh muốn thét lên trong đêm dài, nằm nhớ những kỷ niệm gặp nhau phút ban đầu. Mắt em ôi đôi mắt ấy, anh về nhớ. Rồi quay trở lại với công việc, có tật xấu gì không? Em hơi nóng tính. Hơi nóng tính. Nhưng mà gọi là tính nóng như kem thôi ạ. Tại vì khi em đã nổi nóng thì lát nữa em cũng là người chủ động xin lỗi và nhận lỗi về mình thôi ạ. Ừ. Nhưng mà đôi lúc có những cái nóng mà phải kiềm chế chứ nóng dạ, quá thì có xin lỗi cũng muộn rồi. Nha Ngân nha. Rồi đó là chàng trai của chúng tôi, hát rất là hay. Xin mời bạn nữ ghế xanh. Chào anh Hứa Minh Đạt, chào chị Cát Tường. Chào mọi người đang có mặt trong trường quay. Em tên là Vũ Ngọc Bảo Ngân. Năm nay em 25 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non ạ. Anh ở bên hát bài hay quá thì bây giờ em cũng hát bài để đáp trả lại. Ơi em cùng trẻ con và anh cùng trẻ con. Ôi. Một đôi vợ chồng son. Ôi. Gặp nhau yêu nhau rồi mình cưới, cả hai cùng tuổi đôi mươi. Đâu nghĩ ngợi được gì ngày mai là thôi giống chơi. Đến lúc hai tay bồng bề, có con thấy vui ghê, nhưng cũng đau đầu ghê. Nhiều lần anh vô tâm em không, nhưng anh chỉ giữ trong lòng, vì anh biết em gánh quá nhiều nhiều hơn mơ mộng. Hai vai em đây sóng gió, nhưng anh sẽ luôn ở đó.
chỉ cần mình luôn gắn mơ vượt hết âu lo. Anh đi về khuya sớm tối khi con mình vừa thôi nôi, vì em biết có anh ở bên cạnh em cuối đời. Vì em biết có anh ở bên cạnh em cuối đời. Wow. Nghe bài này em ngon hả? Dạ, biết hát bài gì không? Bài Vợ Chồng Son. Và hai ca sĩ thể hiện ca khúc này đó chính là Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ. Lúc ấy anh vẫn trẻ con và em cũng trẻ con, một đôi vợ chồng son. Kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Trời ơi. Hèn chi nhưng mà cô giáo dạy mầm non hèn chi trẻ thơ quá ha. Tâm hồn rất là trẻ thơ, nhí nhảnh hồn nhiên, dễ thương quá em ơi. Năng lượng rất là tích cực. Bây giờ em ở đâu? Quê của em là ở Vũng Tàu ạ. Hiện tại thì em đang ở chung với lại chị Kết Nghĩa, đang ngồi dưới kia. À, ngày ra tới chị Kết Nghĩa luôn. Điểm mạnh em biết em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, thích nấu ăn, thích hát. Còn điểm yếu của em là cũng hơi nóng tính một chút. Với lại đôi lúc suy nghĩ hơi nhiều. Em thích nấu ăn à, ai ăn? Dạ, em cũng chưa kiếm được người nấu cho người đó. Rồi các em tự nấu tự ăn luôn. Dạ đúng rồi, bởi vì em bớt thích nấu ăn lại nha. Dễ thương lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn một xíu về tình trường để coi coi là các bạn này đã trải qua những câu chuyện tình như thế nào. Quay lại với An, em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 4 mối tình sâu sắc. 4 mối tình sâu sắc. Dạ. Còn đó, vài mối tình thì lạc trôi. Lạc trôi. Dạ. Rồi em cho chị nghe những cái ấn tượng gì của em về những cái mối tình mà sâu sắc nè. Dạ, mối tình đầu của em là lúc em lên đi học thì em có quen một bạn học chung lớp. Quen được một thời gian thì khoảng một năm thì mẹ bạn đó đòi bắt em cưới, nhưng em còn đi học mà em nói là nếu thương anh thì đợi. Em đợi anh ra trường cho ổn định. Ừ. Thì bên bạn gái nói là lo hết cho nhà. Vậy mà còn không chịu nữa? Dạ, thì chính vì vậy em nên cho nên em mới không chịu, và hai người cũng nhẹ nhàng và lặng im từ từ. Ừ. Tại vì em nghĩ là em là con trai, mình đàn ông thì mình nên tự trời có cái ổn định ơi chứ. Thôi cũng được, người đàn ông có bản lĩnh, có chí khí. Người cuối cùng thì là quen cũng được gần 3 năm. 3 năm mà tuổi này tuổi lấy vợ được rồi sao cũng gãy luôn. Thì cũng là định là như là lấy nhau chị. Nhưng mà bạn đó nói là không hợp nhau. Không hợp chỗ nào, sao không tìm hiểu? Thì bạn đó nói là không hợp nhau, thì em cũng có mở lời gì. Ngày ý của em là cũng muốn thay đổi cho nó phù hợp với nhau. Tại vì cái tuổi em cũng có thể lấy vợ được. Ba mẹ em cũng muốn là em có gia đình. Em cũng muốn thuyết phục bạn đó. Nhưng bạn đó thấy không có hợp nhau. Với bạn đó cũng còn nhỏ, còn mới 21 tuổi. Mà quen 3 năm rồi. Dạ, lúc 19 tuổi là trời em biết. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay cũng hơn 1 năm, gần 2 năm rồi. Trời đất. Rồi giờ muốn tìm một cái người trong tương lai như thế nào? Thì em cũng muốn tìm một người cùng nhau thôi chứ không có yêu cầu cùng nhau gì. Cái em ý nó là cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn, có phúc cùng hưởng. Dạ. Có phúc cùng hưởng. Có quả, có quả thì sao ạ? Thì để có quả thì chạy. Wow. Có phúc cùng hưởng, có quả mình em cũng được. Rồi gì nữa? Dạ. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì dễ nhìn là được. Em cũng muốn là giống như là có một người nào đó mình về với mẹ em, ba mẹ em giống như là để trả hiếu phụ với em. Ừ. Dạ, cô chỉ cần mẹ em cảm thấy vui, san sẻ với nhau. Mẹ em cũng thương em, với là em cũng rất là thương mẹ em. Thì cũng qua chương trình muốn cảm ơn mẹ em. Cảm ơn mẹ em. Em cũng muốn là có một người bạn cùng sống với em trong khoảng đời còn lại. Nếu bạn đó tin tưởng em thì em không làm cho bạn đó thất vọng. Coi như là giờ muốn kiếm con dâu về phụ báo hiếu với ba mẹ ha, sống lo lắng cho ba mẹ đúng không? Dạ, cũng phải là làm dâu mà là tới lui, hoặc là chỉ cần trao đổi qua điện thoại hoặc Zalo cũng được. Cũng muốn cho mẹ em yên lòng, mát lòng. Dạ, yên lòng. Giờ là phải yên bề gia thất cho ba mẹ yên lòng đúng không? Dạ. Có điều gì ở bạn nữ làm em không thích không? Giống như với gia đình bên em hoặc là bên bạn đó, giống như đừng không thấy có thái độ là được. Cư xử với người lớn tuổi đúng không? Chị thấy đơn giản mà. Cô gái. Dạ. Cô gái đầy cá tính. Dạ. Bây giờ câu chuyện tình em cũng sao nè? Dạ, thì em có 2 mối tình trước đây. 2 mối tình? Dạ, mối tình đầu tiên của em là thời thanh xuân cấp 3. Cũng có một cái quá khứ rất là đẹp. Dạ, đúng rồi. Chia tay tại vì bạn này nói dối em rất nhiều lần. Em cũng không biết chắc chắn lúc đó là bạn đó nói dối về vấn đề gì, nhưng mà chỉ biết là bạn đó nói dối mình thôi. Cái lần mà em giận nhất là lần đó em bị sốt và em cần bạn đó qua nhà ở bên cạnh em, nhưng mà bạn đó lại viện cớ
để hôm qua. Em không nhớ rõ cái lý do bạn đó nói là cái gì, nhưng mà chỉ cần bạn đó ở bên cạnh thôi, không cần phải chăm sóc. Tức là mình nhớ bạn đó quá rồi. Dạ, mối tình nó kéo dài được bao nhiêu lâu? Chắc cũng được một năm thôi à. Một năm đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng có khoảng thời gian đẹp. Dạ, đẹp. Ừ. Tại vì hồi xưa em là học sinh cá biệt và bạn này là học sinh giỏi xuất sắc của trường. Hồi xưa em là học sinh cá biệt. Em rất quậy á, em rất lì á. À, dạ. Đi lợm hả? Anh phát hiện được có những cái hình xăm nó rất là thú vị trên vai em là cái dạ, gì à? Dạ, ngày sinh nhật của em. Còn cái tay? Cái này là chỉ trâu năm nổi thôi. À, chữ gì à? Dạ, promise. Lời hứa. Dạ. Cô gái là cá tính, gan dạ, học sinh cá biệt mà cua được một anh học giỏi xuất sắc. Dạ. Ghê vậy ta. Mối tình thứ hai nè. Mối tình thứ hai thì em mới chia tay đây. Cái lý do chia tay là tại vì em không có tình cảm với anh này. Ảnh làm cho mình nhiều cái quá. Ảnh cố gắng làm việc em để cho mà em yêu ảnh. Em rất có tình cảm với ảnh, nhưng mà trong cái khoảng thời gian hơn một năm đó em vẫn không có chút gì gọi là mối tình cảm có lung lay đúng không? Dạ, chỉ là cảm động thôi. Vậy là cho anh ấy cơ hội để mà thể hiện nhưng mà không lung lay được trái dạ, tim em. Dạ đúng rồi. Trong cái khoảng thời gian mà ổng đi hỗ trợ phòng chống dịch vừa qua thì hai đứa tự có khoảng cách với nhau. Lúc đó thì em cũng có nghĩ trong đầu là ừ thôi mình không có tình cảm với người ta, mình cũng mong là người ta sẽ gặp được một cái người khác có thể có tình cảm với người ta hơn. Mà cái chuyện đó trong thời gian đó nó đã xảy ra và em rất mừng vì điều đó. Và bây giờ cái người đó rất là thương ông này. À, chứ không có tệ như em lúc trước. Em cũng đỡ cắn rứt lương tâm. Dạ, đi mà mẫu người đàn ông lý tưởng em như thế nào? Em nghĩ là yêu thì yêu thôi, làm gì có lý do. Yêu thì yêu thôi, làm gì có lý do. Nhưng mà cái ấn tượng với em là một người đàn ông toát ra một cái vẻ ngầu của một người có hoạt động thể chất. À, phải có thể thao đúng không? Dạ, chính xác. Rồi gì nữa nè? Có sự nghiệp ổn định thì cái chắc rồi. Với lại tử tế với tất cả mọi người, đối xử là đặc biệt với em. Dạ, người tử ấy tế có với mọi người mà đặc biệt với em thôi. Dạ. Nha. Còn ai cũng đặc biệt là cũng hơi mệt á. Tôi lại ghét mấy người đàn ông mà gặp ai cũng đặc biệt. Ê, dạ. Lăng đều là tôi chắc ghét. Chắc chắn là phải tử tế với mọi người. Tử tế với mọi người và tử tế với em hơn. Dạ, chính xác. Sao? À gì nè? Tính em cũng rất là mở. Thì em thỉnh thoảng em cũng hay đi ba một mình á. À, khi mà rảnh rỗi em thích đi quẩy. Dạ không, em đi chill thôi. Đi chill, dạ. Vô bar chill. Dạ. Làm đó thức uống mình là gì? Dạ rượu. What? Rượu à? Wow, thì tủ lượng của em thì hai chàng trai bên này đang cười và đang thở ra. Rượu à? Cocktail nữa. Cocktail nữa. Tủ lượng của em thì khoảng được bao nhiêu ly, hay là đơn vị tính bằng ly hay bằng chai à? Dạ rượu thì ít thôi, tầm khoảng 1-2 ly thôi là nhâm nhi thôi, cái đó mình nhâm nhi. Còn cocktail thì thường mấy anh bartender sẽ pha cho em là tầm khoảng 70 độ ethanol hay sao đó. Rồi bây giờ chị hỏi hai chàng trai nè, bên kia thì Vi á, là nãy chị có qua địa sơ rồi, là một cô gái nãy giờ nghe cô chia sẻ là cũng hơi cá tính và có một vài nhiều hình xăm nhỏ trên người. Em có suy nghĩ như thế nào? Không có bích lưng là bích thì không có bích đâu. Chỉ rải rác nhỏ giọt thôi. Nhưng mà rủi đưa về nhà mẹ không chịu sao? Ba mẹ em cũng ở trên Sài Gòn lâu cho nên rất là thoải mái và do cái tình cảm, cái ứng xử thôi. Còn em, chàng trai ghế xanh, đối với một người phụ nữ nhiều hình xăm thì câu hỏi này đối với em là hơi khó. Tại vì người em nó hơi khuôn khổ một chút xíu. Khuôn khổ với em thôi, không phải là với người khác. Không phải là em chậm tiến bộ hay là không hiện đại gì cả, nhưng mà theo em mỗi hình xăm thì đều có một giá trị và đều có một kỷ niệm riêng. Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao là mình lại không thích hình xăm như vậy, mặc dù là hình xăm rất nhỏ. Không thích chứ không phải là ghét. Không thích chứ không phải là ghét. Ok, rồi bây giờ tình trường của em là như thế nào? Em đã trải qua hai mối tình, một mối tình đơn phương 5 năm đại học, một cô bạn cùng khóa, và một mối tình chính thức 2 năm. Trong ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau thì là đang nói mối nào? Là mối tình thứ hai. Mối thứ hai, rồi. Bạn ấy có việc ở gia đình thì phải về quê. Trong khoảng thời gian suốt mấy tháng không gặp nhau thì hai đứa xảy ra mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung nữa, cho nên là quyết định tôn trọng nhau dừng lại. Xa mặt cách lòng. Dạ đúng rồi. Xa nhau thì ít nhắn tin, ít gọi điện với nhau. Người này hiểu nhầm người kia, rồi đâm ra thì không có giải quyết được với nhau nữa. Chia tay bao lâu rồi? Hơn một năm rồi. Hơn một năm. Nhưng mà đó là em đang kể cái mối tình thứ hai. Còn cái mối tình đầu mà 5 năm đó, đơn phương, nó cũng dài mà. Em có chia sẻ là điểm yếu của em là em rất là sợ gái. Em rất là nhát gái à. Tại vì em không thể hiện được tình cảm cũng như là không biết cô gái như thế nào cả. Người ta bảo là phụ nữ thì hay yêu bằng tay, em không thể là làm được điều đó được. Good boy là chỉ làm cho bạn cảm động, còn bad boy thì làm cho bạn vui.
Nhưng mà em thì cứ dành tình cảm người ta, cứ quan sát người ta như thế. Mình cảm thấy mình đang tạo rào cản, cũng như là đang làm phiền cuộc sống người ta. Mình tự dừng lại cho mình, unfollow cũng như là hủy kết bạn hết, để tìm một mối quan hệ mới. Đó là mối quan hệ thứ hai. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Nói lớn lên cho hai cô bên kia nghe nè. Mẫu người lý tưởng của em thì không cần phải quá xinh. Cô gái có tấm lòng nhân hậu. Tại vì em rất là thích đi làm việc thiện. Hình mẫu của em là giống như là Ninh Dương Lan Ngọc vậy. Tại em thích người phụ nữ da trắng. Thích phụ nữ da trắng? Dạ. Cao thấp mập ốm? Cao thì tầm 1m58 hoặc 1m6 cũng được ạ. Cân nặng bao nhiêu à? Muốn cân nặng nhiêu có luôn á. Tầm 40-50. Có cái điều gì ở người phụ nữ mà em không thích? Hay lớn tiếng, cũng như là người phụ nữ mà có cái tính mà hay hay làm chủ mọi cuộc chơi, một cuộc nói chuyện hay là một cuộc chơi cả. Tại vì em không có chịu làm chủ rồi người ta phải làm chủ thôi. Không, em là con người rất nóng tính, mà một khi em đã nhịn rồi thì bạn đấy một là im lặng, hai là em nói một lời người ta nói một lời nữa thì cảm giác hai người nó không có tiếng nói chung nữa chị. Em thích giản dị, nét giản dị. Nhưng mà em có phải là người chủ động trong tình yêu không? Em là người chủ động trong tình yêu. Những ngày lễ thì em hay đều tặng quà, hay là ngày thường cũng tặng quà nữa, tại em rất là thích lãng mạn. Rồi đến em đó. Từ nãy giờ em có lắng nghe anh chia sẻ thì em thấy anh này có một chút khá là nội tâm. Anh bảo là anh thích một cô gái như Ninh Dương Lan Ngọc. Thì em cũng nói với anh là ngoại hình nó không quyết định được tình yêu, mà hai trái tim nó sẽ rung động với nhau. Ngoại hình thì mình có thể già đi, mập thì mình có thể ốm xuống, mà ốm thì có thể mập lên. Chỉ có cái chân thành á thì nó mới là làm cho hai trái tim nó có thể. Theo anh là được. Nhìn một cái chiều hướng. Anh da trắng. Anh có một cái đặc điểm làm em hồi nãy em rất ấn tượng, đó là anh hát rất là hay. À. Em cũng nấu ăn rất là ngon. Wow. Và em chăm sóc người yêu cũng rất là gọi là perfect. Oh, ghê. Có thể là các cô gái trên thế giới này em không đẹp bằng, nhưng mà khi chăm sóc anh em có thể giống như một nàng tiên diệu hiền. Nàng tiên diệu hiền. Wow. Thôi hay quá, bây giờ cho chị biết một chút tình trường của em trước đây đi nè. Em thì trải qua 4 mối tình, 2 mối tình hồi đi học và 2 mối tình lúc đi làm. Mối tình hồi đi học thì có một mối tình là 4 năm. Trước đây là gia đình em rất là giàu, sau đó là gặp biến cố và gia đình em phá sản. Thì khi mà phá sản xong thì em phải ra đường em bươn chải. Và lúc đó là công việc đầu tiên của em là em đi rửa ly trà sữa. Rửa ly hồi đó là ly nhựa. Em rửa là tay em nó nứt hết máu luôn, nó khô rát giống như tay đàn ông vậy đó. Thì khi mà đi siêu thị á, đông quá em sợ lạc mất bạn thì em mới cầm tay bạn kéo lại, thì bạn cầm tay em quăng ra như thế này. Đó là một cái chuyện mà em nhớ mãi, không bao giờ em quên. Lần cuối cùng mà em chia tay bạn đó là ngày hôm đó thì em được đi làm về sớm, bạn không biết. Em mới đi siêu thị chơi thì vô tình em thấy một cái bạn nam nhìn rất là giống người yêu của em. Mà bạn này có một cái đặc điểm là chỉ mặc cái áo đó trong những cái việc quan trọng, và mặc cái áo đó đi với một người cô gái khác. Em thấy em đến vỗ vai em bảo là tại sao anh bảo với em là anh đi với bố mẹ mà bây giờ anh lại đi với người khác như vậy. Xong lúc đó em chỉ nói như vậy thôi, sau em quay lưng và em đi luôn, em không nói gì nữa. Thì về bạn có nhắn tin cho em giống như kiểu là muốn níu kéo, nhưng bạn không nói ra là anh xin lỗi hay gì cả. Thì em cũng chỉ nhắn tin là ừ vậy thôi, xong rồi từ từ em im lặng và từ từ em ra đi. Từ khi mà gia đình em bị chuyện như vậy, em đều là tự lo cho bản thân mình hết. Bố mẹ em hoàn toàn là không có hỗ trợ em nhiều. Tình sau này có cái nào ấn tượng? Mối tình thứ hai là do là cái bóng của người cũ nó quá lớn. Em cảm thấy tội cho người ta nên thành ra em để cho người ta đi tìm một người mới phù hợp với người ta hơn. Cái mối tình cuối cùng vừa rồi cách đây 1.5 năm, người đó cũng có hỏi cưới em. Nhưng mà do em thấy anh này có vẻ hời hợt, tức là anh chỉ giống như kiểu là cưới theo cái sắp đặt bố của mẹ muốn. Bố mẹ mong muốn là anh lấy vợ tại vì anh từng có gia đình và đổ vỡ. Nhưng khi mà em đi du lịch với anh thì em cảm thấy là anh này anh không có yêu mình, mà anh chỉ lấy để lấp đầy cái chỗ trống của vợ cũ của anh thôi. Nên em quyết định là dừng luôn và tập trung là đi làm. Em muốn tìm một người như thế nào? Em chỉ cần một bạn nam là hiểu chuyện, sạch sẽ một chút, biết nấu ăn một chút thì càng tốt. Còn lại mọi thứ kia thì để từ từ tìm hiểu sau. Bây giờ mình phải hỏi ý kiến người thân đi. Nay người thân đông nè. Nay người thân đông lắm. Chào em gái, một ưu tiên cho em gái một mình trước đi Đạt. Dạ, đó, em hai chị em chào à. Chị ạ. Em chào anh Đạt. Em là người thân của Ngân ạ. Em quan sát hai bạn nam bên này ấy, thì mỗi bạn đều có một cái ưu điểm riêng ấy, căn cứ theo cái sở thích. Căn cứ luôn ghê vậy. Em thấy là cái bạn An ấy là bạn ấy sẽ phù hợp với Ngân hơn. Tính Ngân thì rất là
tốt bụng và kiểu đáng yêu, nhưng mà bạn ấy cũng hơi cọc tính ấy. Còn cái lựa chọn cuối cùng thì vẫn là ở em của em ạ. Coi như là em ngồi ở dưới là em thấy là thằng An cái ghế đỏ là sẽ hợp với bạn của em hơn. Dạ vâng ạ. Hy vọng hôm nay bạn em sẽ tìm được một người như ý nguyện ha. Rồi cảm ơn em. Qua tới bên họ nhà trai bên đây nha. Rồi chào em. Dạ em chào chị Tường và anh Đạt ạ. Em là Thảo, em là chị bạn của Tính, là chàng trai mà ngồi ghế xanh. Đây ghế xanh. Dạ rồi. Mà có làm trong công ty không? Dạ có. À trong công ty luôn, là đại diện người trong công ty phải không? Dạ đúng. Dạ. Rồi. Bạn nhút nhát vậy thôi chứ ở ngoài bạn rất là sôi nổi, rất là nhiệt tình, nhiệt huyết. Bạn có cái tính chất nghệ sĩ rất là nhiều, cho nên là chị thấy Tính hai bạn gái này cũng rất là xinh đẹp dễ thương. Nhưng mà đặc biệt là cái bạn ghế xanh rất là phù hợp với em luôn. Em thiếu cái gì là bạn ấy lóc vô cái đó y chang luôn, rất là fit. Ví dụ như là em nấu ăn không tốt, không ngon thì bạn chăm sóc và nấu ăn rất là ok nha. Có thể là hai đứa nếu mà chọn về với nhau thì em đàn và bạn hát, hai đứa hát xong ca rất là hay. Tại vì hai bạn có tính chất nghệ sĩ rất là nhiều, rất là ok. Cá tính của bạn ghế xanh ở bên này sẽ bổ trợ cho em rất là nhiều về cái năng lượng, rất là tích cực. Bạn ấy rất là sôi nổi, tích cực và cái nội tâm của bạn ấy rất là mạnh. Chị nghĩ là cái bạn ghế xanh rất là phù hợp với em. Thì hai em nên cho nhau cơ hội ha. Em tên Chính, em là bạn thân của bạn An, ngồi ghế đỏ. Hai bạn nữ bên đây thì theo em nhận xét thì rất là xinh và ai cũng mang theo trong mình một cái hướng tích cực á. Theo như em nghĩ thì gu của bạn An á hơi ngoài hình tí, bạn ghế đỏ sẽ hợp với bạn An hơn. Em chơi với An cũng 9-10 năm rồi, chơi cũng lâu rồi, bốn đứa bạn thân lận, hai đứa có vợ chồng hai con hết rồi, còn đứa mới cưới hôm qua. Còn mình bạn An hơn. An thôi hả? Cố lên nha An. Rồi cảm ơn em luôn. Ở vị trí ghế đỏ phù hợp hơn là ý kiến người thân. Còn bây giờ còn chần chờ gì nữa vậy chị? Ta sẽ mở cửa trái tim. Mở cửa cặp đôi. Trái tim. Tôi phát hiện đang mất kiến vô liền nha. Phải coi coi ai ngon. Từng anh một. Wow. Cảm ơn anh. Cu te dễ sợ không? Dạ, em cảm ơn anh. Quá dễ thương. Dễ thương quá. Hai chàng trai ai cũng lịch lãm. Cái này tặng quà rồi mình nói chuyện đi chứ. Chào hai bạn. Dạ. Chào bạn chào Vi. Hai em. Chào hai em. Chào bạn Vi với lại bạn Ngân. Dạ, chào anh. Dạ. Nãy cũng có nghe hai bạn chia sẻ, kêu bạn đi ha. Hai em. Dạ hai em, nãy cũng nghe chia sẻ của hai em, thấy cũng giống giống nhau. Ví dụ như bạn nấu ăn thì đây cũng biết nấu ăn, còn bên đây thì thích uống cocktail thì bên đây cũng biết pha cocktail. Wow, ghê ghê ghê. Tôi nghĩ là lần đầu tiên tham gia chương trình cũng chứ tính quay lại đây lần nữa hả? Dạ cũng mong là lần cuối cùng tình yêu thì cũng mong là lần này là lần mớm duyên đúng cuối. Không? Dạ lần cuối. Cảm xúc của em khi mà nhìn thấy hai bạn nữ hôm nay như thế nào? Hai bạn thì cũng rất là dễ thương. Rồi em. Đầu tiên khi cánh màn mở ra thì em rất là ngạc nhiên tại hai bạn nữ rất là xinh ạ. Mình muốn hỏi bạn ghế xanh chút xíu là bạn nghĩ thế nào về một người đàn ông kinh doanh thất bại, vừa kinh doanh thất bại hoặc là bây giờ chưa có gì trong tay cả? Em thấy điều đó rất là bình thường, tại vì trong cuộc sống này á, ai cũng phải có lúc thất bại thì mới có thành công được. Tại vì bố mẹ em cũng vậy. Bố mẹ em cũng làm kinh doanh rất là lớn, xong sau đó cũng đổ bể hết. Và em đã trải qua rất là nhiều những cung bậc cảm xúc của gia đình. Nhưng mà em lấy cái đó làm động lực để sau này khi mà em có gia đình á, em sẽ biết cân đối và em sẽ biết làm cách nào để gia đình mình không tan vỡ. Nhìn em rất là tràn đầy năng lượng, tại vì em thấy nụ cười của bạn ấy lúc nào cũng nở. Lỡ mà anh có xỉn là em làm cho anh cười, anh hết xỉn luôn. Anh thì lâu lâu mới xỉn thôi. Ủa ta xỉn rồi mà em làm gì được cho người ta hết xỉn vậy em? Cái đó là bí mật. Cái đó là bí mật. À hôm nay mình sẽ bàn một chút xíu về cái chủ đề về người đàn ông gia trưởng đi ha, được không? Rồi hai bạn gái mình nói trước đi. Dạ em có thể cho chị Ngân bắt đầu trước được không chị? Ngân, mình chủ động đi Ngân. Dạ nói chung là em thấy đàn ông gia trưởng nó cũng không có quá gì, có xấu gì hết cả. Đó là một cái rất là tốt khi mà người ta có gia đình. Tại vì khi mà về gia đình, người như thế người ta sẽ quản lý gia đình tốt hơn. Là một cái người ta èo uột và người ta không có dứt khoát. Có thể nếu mà anh đó anh gia trưởng nhiều khi cái nhiều cái anh khó quá thì người phụ nữ người ta có thể dùng những cái từ khéo léo, người ta góp ý sẽ làm cho không khí gia đình trở nên tốt hơn. Tại vì đàn ông gia trưởng người ta sẽ rất là nề nếp trong việc dạy con cái nè, nhà cửa gọn gàng nè, tiền bạc chi tiêu người ta sẽ có cách để người ta mà quản lý chi tiêu, nó sẽ không bị hao hụt. Bố em cũng có chút gia trưởng em mới được như ngày hôm nay. Hay, một ý kiến của một bạn trẻ nhưng mà rất đặc biệt đúng không quý vị?
Thường cứ nghe gia trưởng là ai cũng sợ, ai cũng né. Nhưng mà đây đúng là một cái suy nghĩ tích cực. Còn em? Còn em thì thiệt ra thì với cái tính của em, em không thích người gia trưởng thôi. Nhưng mà thật sự ra em vẫn thích một người có tính kỷ luật cao để kìm hãm lại được cái con thú của em. Trời ơi, con thú của em. Tại vì nhà em cũng rất là khó, nhưng mà em vẫn còn cởi mở, cái tính rất là easy going như vậy. Thì nếu như mà không có một người nào tính kỷ luật thì sẽ không có kìm nổi. Em cũng không có kìm nổi em luôn. Dạ, thiệt ra em cũng không có cách nhìn xấu về đàn ông gia trưởng. Chồng thứ hai của mẹ em là cha dượng, tính rất là gia trưởng, nhưng mà vì yêu mẹ nên là có một chút thay đổi, có một chút nhẹ nhàng. Mặc dù là mẹ em rất là bướng, mẹ em không có khéo léo trong cái cách giao tiếp với chồng, với gia đình, với người ngoài, nhưng mà Dượng đã chấp nhận những cái tính đó của mẹ em và thay đổi để hòa hợp hơn. Dạ. Rồi, tới hai chàng trai. Em không có gia trưởng gì mấy, em chỉ có da đen. Em chỉ có da đen. Em nghĩ sao đơn cô gái hay bạn gái của mình là quá cá tính, quá mạnh mẽ? Bây giờ phụ nữ đa số đều mạnh mẽ, kể cả chị cũng thấy, em thấy chị mạnh mẽ. Thì chị là cá thể đặc biệt rồi, bạn chi nữa, ế hoài nè, ế chẳng bền. Mạnh mẽ thì càng tốt, có thể bảo vệ được cho người yêu mình. Dạ không, cái bảo vệ để em. Còn em trầm tư đó. Trầm tư quá à cưng. Sau khi mở cửa trái tim xong, em có vẻ ngồi trầm tư quá vậy? Em đang suy nghĩ về bạn nữ. Bạn nữ nào à? Rồi suy nghĩ gì nói đi em. Xanh. Vì em thấy bạn ấy là một người rất mạnh mẽ. Cái quan điểm sống của bạn ấy thì em thấy trong gia đình thì nếu như sau này thì rất là tốt. Nuôi dạy con cái cũng tốt nữa, và chăm lo là cuộc sống gia đình cũng tốt nữa. Em cũng vừa chia sẻ em là một người hơi khó chịu chút xíu và rất nóng tính, nhưng mà em có thể chiều theo ý của bạn nữ. Nói chung là gu em vẫn là cái gu có vẻ hơi truyền thống một xíu. Dạ, phù hợp với em hơn đúng không? Dạ. Rồi thì mình trò chuyện như vậy để mình có thể hiểu được nhau một chút. Nhưng mà bây giờ mới phần quan trọng cho các bạn sẽ cảm xúc, thử cảm xúc với nhau. Bây giờ thì các bạn trai hãy chủ động đi. Cho những mình có thể trai qua xin nắm tay các bạn nữ. Mình có quyền thử cả hai tiếp hoặc cận là một, tùy mình. Cơ hội tiếp cận. Tiến qua bển đi em. Em hơi nãy em định giới thiệu lúc nãy thì em cũng có chuẩn bị trước. Dạ, cũng rất lâu rồi. Nhưng mà có nghĩa là... Trời mạnh vậy. Dạ, là có nghĩa là chuẩn bị cho vợ em, vợ tương lai của em. Cũng mong là hôm nay hoặc là mai sau thì có thể gặp được một phần nửa của em. Hôm nay em đem theo là vì em muốn thể hiện sự nghiêm túc của em. Wow, anh thấy em quá nghiêm túc luôn rồi đó. Bạn thấy thế nào? Ý là bạn thấy sự nghiêm túc của mình như thế nào? Chị có thấy nghiêm túc không chị? Có. Dạ, em cũng nghĩ là anh nghiêm túc. Vậy thì chị em xin lỗi xíu. Có không, có nghĩa là đây là cho vợ cho tương lai thôi, chứ không phải là liền hoặc là nhanh hoặc ngay bây giờ. Dạ, ý là... Dạ, em hiểu. Dạ thì em cũng không biết phải nói sao, nhưng mà thiệt ra thì như hồi nãy em hơi rung hay sao, mình bắt tay cái đi cho nó bớt rung. Đứng lên đi, đứng lên, nắm tay nè, nắm tay rồi nói gì. Đấy, anh cầm mình cho. Không, mình cầm gì đi cho nó tình cảm. Ôi trời. Tại thấy bạn lạnh quá, bớt rung chưa? Cũng đỡ đỡ một xíu. Thôi, nhìn gì chắc được chứ, dạ, thấy bạn hơi ngại hơn. Em thì em cũng đang trong quá trình hoàn thiện bản thân và cũng đang tìm cho mình một nửa phù hợp với em. Tại vì em biết tính em thiệt sự ra là nếu như ai chấp nhận được tính em đó là một thử thách của người đó luôn á. Nãy giờ cũng ai cũng thấy cái cảm xúc của em vậy đó. Anh cũng rung đâu có khác gì em đâu. Thì cũng rung, thấy dạ. Em nghe em kể anh còn rung hơn. Không biết anh có lẫn chuột đó không? Sợ chuột quá nhưng mà phải dí theo nó để đập đập đập. Cũng có thể có cơ hội làm được. Xong chưa? Dạ rồi. Còn mấy về đi cưng. Trời ơi, đem theo rồi để mà để khẳng định rằng là mình là đúng người là mình sẽ tặng luôn đó, chứ không phải là đem theo để ép người ta tặng ngay bây giờ. Bây giờ thì mới quá, ai đâu mà dám đeo, đúng không? Nhưng mà người ta đem theo để chứng minh là người ta đã nghiêm túc. Rồi tới phiên em, mời em. Thêm chút xíu được không? Dạ. Anh nắm tay em chút xíu được không? À dạ được. Em rất là cảm ơn anh vì lời khen anh dành cho em hồi nãy. Anh khen em lúc nào? Dạ, khôi khen hai bạn nữ đều xinh á thì em sẽ trả lời một khen. Dạ. Em rất xinh mà. Em rất xinh mà. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ rồi. Chưa kịp nhau gì luôn. Anh thấy như thế nào? Không giống như anh tưởng tượng. Anh tưởng tượng gì? Về ngoại hình, còn về tính cách thì đối với anh thì quá tuyệt vời. Cảm ơn em. Em có một cái món
quà này tại vì em làm vội nó không có được đẹp, nhưng mà em muốn anh thử xem rất là tấm lòng của em. Wow, rất ngon ạ. Cảm ơn em. Nhiệm vụ còn lại là của em đó. À rồi, khoảng khắc quyết định đúng không chị? Bây giờ là các bạn ơi, hãy đặt tay vào cái nút bấm bên cạnh cái ghế của mình. Chúng ta đã thử cảm xúc trò chuyện với nhau nãy giờ rồi. Mỗi người đến tham gia chương trình đều có hai cơ hội như nhau. Mình được quyền bấm màu xanh hoặc màu đỏ. Nếu mình thích cái người nào ngồi ở chiếc ghế màu nào thì mình bấm. Ý kiến người thân, ý kiến của MC cũng chỉ là nghe để mà gọi là tham khảo thôi. Hãy làm theo những cái gì trái tim mình đang mách bảo, lý trí mình đang mách bảo. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Mời các bạn đặt tay nút bấm của mình hướng mặt ra trước. Nhắm mắt lại đi và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Và bây giờ các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5. Đàn ông gia trưởng nó cũng không có quá gì có xấu gì hết cả. Đó là một cái rất là tốt khi mà người ta có gia đình. Tại vì khi mà về gia đình, người như thế người ta sẽ quản lý gia đình tốt hơn. Cái quan điểm sống của bạn ấy thì em thấy trong gia đình thì nếu như sau này thì rất là tốt. Nuôi dạy con cái cũng tốt và chăm lo là cuộc sống gia đình cũng tốt nữa. Em cũng vừa chia sẻ em là một người hơi khó chịu một xíu và rất nóng tính, nhưng mà em có thể chiều theo ý của bạn nữ. 4. Em nghĩ sao khi một cô gái hay bạn gái của mình là quá cá tính, quá mạnh mẽ? Bây giờ phụ nữ đa số đều mạnh mẽ. Mạnh mẽ thì càng tốt. Có thể bảo vệ được cho người yêu mình. Dạ không, cái bảo vệ để em. Ghê. 3. Hai. Một. Và bấm. Hết thời gian. Oh yeah. Và chúng ta có được một cặp. Bình thường là chị sẽ phỏng vấn những người không bấm trước. Hôm nay chị sẽ phỏng vấn em trước. Sao em bấm chậm vậy? Em định không bấm? Dạ không, em không tìm thấy cái nút ạ. Không tìm thấy cái nút? Có chắc không? Dạ có. Còn em, tại sao em lại không bấm? Em nghĩ là em sẽ bấm lúc nãy, nhưng mà em nghĩ lại nếu bạn còn đi học, bạn cũng còn nhỏ, với lại bạn cũng còn muốn vui hơn. Còn nãy em có chia sẻ là em cũng muốn lập gia đình. Dạ, bạn còn muốn thể hiện, bạn còn muốn vui hơn, có đi sâu xa hơn nữa thì sợ sẽ mất cái tuổi thanh xuân của bạn. Có phải vậy không em? Vì vậy mà em cũng không bấm đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại em cũng không có muốn anh này giống như cái người cũ mà em vừa mới. Giống là giống sao? Tại vì em cũng chia tay anh này, tại vì là em cảm thấy em không được tự do quá nhiều trong Rồi, cảm ơn các bạn. Mời các bạn ra phía trước. Chị nghĩ rằng đây là một cặp đôi rất là xứng, nó rất là đẹp. Đúng không quý vị? Còn các bạn còn lại, cả em cũng như là Vi, các bạn tất cả đều đến với chương trình rất là nghiêm túc. Tuy nhiên, tình duyên là một cái gì đó rất là khó nói. Hôm nay mặc dù mình không có được như mình mong muốn, nhưng mà cũng cảm ơn em đến với chương trình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và chương trình hôm nay sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ. Đó là một gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm, đó chính là cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không có chứa chất bảo quản. Gửi tặng em rồi, nha. Đây tặng cho em. Đây, gửi tặng em. Vẫn nắm tay nha. Cảm ơn anh.
Nếu cặp đôi không thành công, các bạn cũng đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà là gói Ruby của ứng dụng Speakable, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn cũng được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha. Hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download và tham gia. Cộng đồng Speakable đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.